Xoài non mắm ruốc có gì ngon mà lúc nào nó cũng hot. Thử thách ăn xoài non. Ghê quá. Chua. Cái miếng vô, cái miếng ớt vô. Chua. Cái miếng ớt vô. Ừ, cái bự bự vô. Ngon nha. Mắm ruốc Thái nhà làm. Bà cô tôi làm. Cái chua mà còn cay nữa. Cái ớt vô, cái ớt vô. Cái ớt vô, ớt, 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 ớt. Cái vô, nửa trái vô. Cái cục lên. Đó, bạn nhìn tôi à. Thấy vòng eo 53 không? Biết là cái gì rồi chứ. Ăn xoài non đó. Ngon quá. Thằng cha con đôi giam đây luôn. Con chảy hết miếng rồi. Xoài xanh chấm mắm ruốc siêu đỉnh. Hello, xin chào các bạn. Mình là Hiếu Trái Cây, cắt sẵn giao ngay tại Hồ Chí Minh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách làm mắm ruốc siêu ngon ăn kèm với loại xoài non. Tuy nhiên nếu bạn có lười làm thì ở đây mình có bán, không cần phải làm. Xoài non mắm ruốc bà cô tôi nấu. Tôi không biết nấu, nhưng mà hôm nay tôi sẽ quay cái video này để hướng dẫn và bóc tách các thành phần ở trong mắm ruốc tại sao nó ngon mà bao nhiêu năm trời xoài non mắm ruốc lúc nào cũng siêu hot. Tại sao nó hot? Thúi. Ở trong này thì nó sẽ có tép, ruốc, ớt, đường, mắm, cái gì cũng có hết. Còn tại sao nó thơm nó ngon thì bây giờ mình mới phải tách ra mình xem thử cách nấu như thế nào, nguyên liệu gồm những cái gì. Mắm ruốc 100g, đường trắng 100g, ớt 5 đến 7 trái tùy vào độ cay của mỗi người, tỏi 1 củ, 1/2 muỗng nước cốt chanh, 50ml nước lọc, dầu ăn. Bước 1, băm tỏi, băm nhuyễn, rửa sạch ớt, trộn chung hỗn hợp tỏi, ớt, đường và mắm. Khuấy đều hỗn hợp, đánh nhiều lần cho đường tan ra nhé. Thôi, cho lên bếp, xào. Theo những gì tôi biết, bà cô tôi hay nói là như vậy. Và trộn hết các thành phần lại với nhau, sau đó bỏ lên bếp, xào. Xào trong khoảng 3 phút, khi nào đến dậy mùi mắm, ung hàng xóm. Với đó, bạn sẽ cho 1/2 muỗng cà phê đã chuẩn bị ban đầu để làm giảm cái độ mặn của mắm ruốc. Khuấy đều và nấu trong khoảng 10 phút để mắm ruốc nó có cái độ sệt. Sau đó tắt bếp để nguội, cho vào hũ, ăn dần. Thì mắm ruốc có thể để lâu được từ 6 đến 12 tháng. Cách 2. Làm mắm ruốc kiểu Thái 69. Thành phần gồm có mắm ruốc 3 chén me, 50g tép khô, 5 muỗng canh nước mắm Nam Ngư hay đệ nhị cũng được, 3 muỗng đường, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, dầu ăn, 1 muỗng ớt sa tế. Cách làm mắm ruốc kiểu Thái 69, trộn nó lại, băm nó nhuyễn ra, xào một chút với dầu ăn, tép khô rửa sạch, loại bỏ hết các tạp chất. Là hướng dẫn cho các bạn làm mắm rồi, nhưng mà để ăn mắm làm sao cho nó ngon thì nên sơ chế sơ qua chế xoài non này nha. Và đừng có tin lời mấy cái ông thần trên mạng mà thấy ăn xoài non sẽ xanh cho mắm ruốc không có vỏ vỏ. Thực ra cái vỏ xoài non này nó rất là chát, nếu mà ăn vô thì nó sẽ bị mất hết cái vị thơm của mắm. Và tốt nhất là nên gọt gọt vỏ, ướp đá một chút cho nó giòn mà nó bị mất đi cái vị chua nữa, nó chọn vị hơn cái vị mắm ruốc. Đừng nên để vỏ nha, để sơ chế gọt sơ nè. Đây, gọt sơ cũng được, là một nước vỏ một nước nước lấy như thế này nào, thì vừa giữ lại được mùi thơm. Thì trong cái bộ xoài nó rất là thơm, nhưng mà nếu mà ăn mà để nguyên vỏ như thế này thì ăn chết nha. Đừng tin mấy ông thằng vlog, YouTube vlog. Thật ra là do mấy thằng cha đi nó không có cái dao thôi, có thì cũng gọt, chứ ngoài rảnh đâu ăn vỏ vậy đâu, chát lắm á. Chứ ăn như thế này rửa sạch, ướp một chút đã, thì nó sẽ
thơm, giòn. Ăn xoài non thì linh hồn vẫn là mắm ruốc, xoài đi xoài nào cũng được. Nhưng mà nói chứ là ăn xoài non thì nên ăn xoài chua non. Tại vì sao? Xoài chua non ăn cái mùi rất là thơm. Nếu mà bạn ăn xoài Đài Loan, xoài keo, nó có vị ngọt, ăn mắm ruốc nó sẽ không ngon nữa nhá. Với trái xoài mà nó còn mát nữa. Ok, video tới đây là hết rồi. Tới giờ mình hưởng thụ. Siêu dẻo luôn. Bye bye.